Mẫu tử tình thân của Trá Cá. Trên khúc sông này có một thác nước. Ở cạnh thác nước trong đám cỏ kia có hai mẹ con Trá Cá đang sinh sống. Bảo bối à, con ngoan ngoãn ở đây đợi mẹ nha. Mẹ ra ngoài tìm ít thức ăn có được không con? Mẹ ơi, con đã khôn lớn rồi mà, con cũng muốn đi ra ngoài tìm thức ăn với mẹ nữa. Con trai à, ở ngoài nguy hiểm lắm, mà gần đây luôn có bóng dáng của con người đến đây săn bắn đó con. Con nên nấp cẩn thận, an toàn hơn con à. Mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ, tuyệt đối sẽ không chạy lung tung đâu. Mẹ cho con đi theo đi mà. Được rồi, được rồi. Vậy con nhất định phải nghe theo lời mẹ nha, không được chạy lung tung đâu. Ừ, mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không chạy lung tung đâu. Wow, thơm quá đi. Mẹ ơi, con cũng đã ngửi được mùi đó rồi, thơm quá đi mẹ. Mẹ, đây là mùi thức ăn gì vậy mẹ? Đây là mùi thơm của cá. Bảo bối à, xem ra hôm nay chúng ta có một bữa ăn rất là ngon rồi. Con hãy đi theo mẹ, đừng có chạy lung tung đó. Dạ. Mùi cá thật là thơm luôn, muốn ăn quá đi. Mẹ ơi, con nhìn thấy rồi, con nhìn thấy cá rồi. Chúng ta mau đến đó ăn đi mẹ. Khoan đã con trai, chúng ta không thể qua đó được. Tại sao vậy mẹ? Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể qua đó vậy? Mẹ ngửi được trong đám cá bay ra một luồng khí có mùi đáng ghét lắm. Đó là mùi vị của con người và cái bẫy thép. Mùi vị của con người và bẫy thép? Đúng vậy, có một số người họ dùng cái bẫy thép làm thành cái kẹp để bắt chúng ta. Thông thường họ sẽ để trong lòng sắt một ít thức ăn thơm ngon để dẫn dụ chúng ta đến đó con, làm cho chúng ta rơi vào bẫy của họ. Cho nên chúng ta nhất định phải lẩn tránh loài người và những cái bẫy thép đó. Nhưng mà mùi cá tôm ngon quá, người ta muốn ăn lắm. Con trai à, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này đi. Nếu không con người sẽ bắt được, e rằng chết là cái chắc đó. Nhưng lúc đó, Trái Cá nhỏ đâu có nghe thấy lời nói của mẹ nữa, mà đôi mắt cứ nhìn thẳng vào con cá trong bụi cỏ, miệng không ngừng chảy nước bọt. Bảo bối à, con đừng có qua đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Mẹ bị chảy máu rồi, bây giờ phải làm sao đây? Con trai à, mẹ chạy không thoát đâu, con mau rời khỏi đây đi con, nơi này nguy hiểm lắm. Không, mẹ ơi, con không muốn đi đâu. Mẹ không thể đi được rồi con, mẹ đã bị cái kẹp sắt kẹp lại rồi. Con trai à, con hãy nghe lời mẹ, mau rời khỏi tới đây đi, nếu không con sẽ bị người ta bắt đó. Mẹ, để con giúp mẹ. Cưng quá, sao mà con cắn không được vậy? Bảo bối à, đây là cái kẹp bằng thép, sao còn có thể cắt nước được? Thôi con, mau đi đi, đừng làm cho mẹ lo. Không, mẹ ơi, con không muốn rời xa mẹ đâu. Bảo bối à, con đừng phí sức vô ích nữa, con rời khỏi đây đi. Không, không, con không đi. Vào lúc này, đột nhiên con Trái Cá mẹ vô cùng sợ hãi, bởi vì nó đã ngửi thấy mùi của những người thợ săn đang đến gần. Nè, Đại Thúc, hôm nay chúng ta có thu hoạch được cái gì không? Chúng ta có đặt ở đây một cái bẫy thú rồi, có thể bắt được cái gì đây ta? Còn không quan sát hay sao? Chẳng lẽ con không phát hiện khu vực này có Trái Cá đang sinh sống hay sao? Nó không chừng hôm nay chúng ta có thể bắt được nó đó. Ở đây có Trái Cá, vậy thì quá tuyệt rồi. Da của con Trái Cá vô cùng có giá trị, nếu thật sự có thể bắt được Trái Cá thì hay biết mấy. Nói không chừng trong bẫy chúng ta có con Trái Cá nào đó thì sao? Đi nào, chúng ta đi xem thử thu hoạch được cái gì nào. Dạ. Bà bối của mẹ, rời khỏi đây đi con, có người đến rồi, con đi nhanh đi. Không mẹ, con không đi đâu, con không đi, không có mẹ, con không đi. Tôi chết, có người đến rồi. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Xem ra hôm nay chúng ta thật là may mắn rồi. Thật sao? Chúng ta thật sự đã bắt được con Trái Cá hay sao? Mau lên, qua đó xem đi. Mẹ ơi, mẹ cắn đứt đuôi chẳng phải là đau lắm sao? Con trai à, đừng có lo quá nhiều. Đi đi con, nhanh thôi con, nếu không sẽ không kịp. Đúng là Trái Cá, có đến hai con. Lần này sẽ không để cho chúng thoát khỏi được đâu.
Đại thúc à, nhanh lên, trái cá to lắm đó, đừng có để cho nó thoát. Hả? Sao lại như thế này chứ? Con trái cá mẹ tháo chạy rất nhanh, trong chốc lát đã nhảy xuống sông. Nhưng con trái cá con bị tiếng súng dọa khiếp sợ. Nó dựa vào bản năng, lập tức ngửa mặt lên trời và giả chết. Cái thằng nhãi ranh này giả chết hả? Đại thúc, chú nhìn nó kìa. Nếu không biết, còn nghĩ nó chết thật đó chứ. Nè, giả chết hả? Chú nhóc này giả chết giống thiệt. Không được, bảo bối, nguy hiểm lắm. Mau qua đây đi con. Ôi trời ơi, con rái cá to quá. Để tao xem chúng mày còn chạy được đi đâu. Vẫn còn có con rái cá không sợ chết sao? Ngay bây giờ tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Dừng tay, đừng có nổ súng. Đại thúc, chú làm cái gì vậy? Tại sao chú không để cho con bắn chết con rái cá đâu chứ? Vì đó là một người mẹ vĩ đại. Chúng ta phải nên kính trọng tình mẫu tử sâu đậm của mẹ con nhà rái cá mới đúng. Có tâm kính trọng ư? Chú à, chú nói cái gì vậy? Ơi, xem ra hôm nay chúng ta phải tay không trở về thôi. Đợi đến khi cháu bằng tuổi của chú, có lẽ cháu sẽ hiểu được vấn đề thôi. Chúng ta hôm nay tuy không có gì mang về, nhưng thật ra rất xứng đáng.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.